Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em giới thiệu bác một con lắp bẹt của hãng Toto. Model của nó là TCF2111. Con này tình trạng còn rất là đẹp các bác nhé, màu trắng nguyên bản của nó nhé. Không có dập tút, không có sơn chi, không có làm gì hết nhé. Không có ủ trắng, không làm gì hết. Nhựa trắng nguyên bản của nó rất là dày nhé, tại vì bác để ý những cái dòng nội địa thì tất cả đều rất là dày dặn so với những dòng bây giờ. Toto đấy, sản xuất tại nhà máy China nhé, xuất với thị trường Nhật Bản, điện 100V các bác nhá. Đấy, công suất của nó tối đa của con này nếu mà sử dụng cả nước nóng nữa thì nó tầm 265W cộng thêm 52W của động cơ hoạt động thì là tầm khoảng 300 mấy W thôi, đấy, mười mấy W thôi, ít thôi. Con này rất đẹp nhé, đầy đủ đế luôn, đầy đủ cái bộ chia nhá, cái bộ chia của con Toto này đây. Đấy, Toto thì nó có một cái chức năng hay nữa, cái khóa này nhá, bình thường sẽ không có nhá, cái này là khóa, nghĩa là khóa nước đấy, ở đây đấy. Còn cái đầu này không có bác nhá, cái đầu này ấy, bác nào mua thì em sẽ mua dùm nhá, chứ không mất công bác hiểu làm nhìn thấy trên video nó có mà gửi về không có nó mất công thôi. Cái này ấy, là cái nắp đồng em mua ở đây thôi để nó chụp cái này lại. Cái thực sự các bác cũng không có dùng tới đâu, tại vì ở cái bồn của các bác ấy, ví dụ đây là một cái bồn nước ở trong, nghĩa là một cái đường ống nước ở trong tường đúng không, âm tường đi ra đấy, nghĩa là ống nổi như này thì cái trạng A này sẽ bắt đây, cái ốc này sẽ bắt vào nhá, các bác nhá. Đấy, bắt vào cái đường ống đó thì cái đường ống đó nó sẽ một đường sẽ đi ra cái nắp bẹt này, đi vào nắp bẹt, còn một đường còn lại thì thường các bác hay dùng cái nắp xịt. Đấy, nắp xịt gọi như là cái vòi xịt rửa ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh đó. Đó thì các bác sẽ chụp vào đây rồi. Đấy, nên là không cần cái này. Còn nhà bác nào mà không có dùng cái đó nữa, không có dùng cái vòi xịt nữa thì mình mới dùng cái đầu bịt này để bịt lại các bác nhá. Lưu ý nhá, không mất công bảo anh thấy trên video có mà không gửi. Trời, cái này nó thực sự các bác nó chả đáng gì tiền đâu. Có 15 ngàn một cái thôi. Còn bằng nhựa thì nó là có mấy ngàn thôi. Cái này em mua ở ngoài cửa hàng chứ không phải của Nhật nó có cái này đâu. Nhật người ta đâu xài cái này làm gì. Ok các bác á, đây em sẽ mở lên cho các bác coi. Đấy, còn rất là đẹp nhá. Đấy, cảm biến nó sẽ nằm ở bên này. Đấy, em sẽ bật ở bên xính tơ tính năng nhá, đun nước nóng này và sưởi ấm vành nhá, sưởi ấm vành mùa đông rất là tốt nhá. Đấy, và có hẹn giờ 6 tiếng đến 9 tiếng nhá. Đấy, chẳng hạn như ban đêm bác đi, bác có thể hẹn giờ đến mai, nó sáng mai nó bật trước khi mình dậy mình có nước xài, đêm mình tắt đi. Đấy, rất là hay. Đây em sẽ bật máy này. Cảm biến nằm bên này này, em dẫm chân lên các bác ạ, thông cảm. Đấy, nước của nó này. Đấy, nước ấm rồi nhá, tại vì này, em có bật chức năng sưởi nước ấm nên thử máy. Đấy, nước nó này. Đấy, nước rất mạnh mọi người. Đấy, nhà em đang dùng một con Toto nhưng mà đời cổ nữa cơ. Đấy, con này còn rất là đẹp các bác ạ. Đấy, sạch sẽ. Đấy, Toto thì thương hiệu quá nổi tiếng bên Nhật Bản rồi các bác. Nhớ bác bảo cứ sản xuất ở Trung Quốc và tôi bác mua chấp nhận thôi. Đầy mới giờ tất cả nhà máy làm bên đó hết rồi. Cái iPhone đang xài, iPhone 14 nó cũng sản xuất tại Trung Quốc chứ ở đâu các bác. Samsung Note S22, S23 cũng sản xuất tại Việt Nam chứ ở đâu mà các bác cứ phải quan trọng quá cái vấn đề đó lên gì. Cái iPhone cả mấy chục chai cũng chả có nói mà cái hàng này. Ok á. Đấy, máy còn rất là ngon thôi. Đấy, đẹp. Đấy, sạch sẽ, dễ sử dụng. Đấy, có đầy đủ tất cả đồ cho các bác sử dụng nhá. Đấy, chứ dây, tất cả dây của em là dây zin nhá, em không có mấy cái dây lô đâu. Đấy, rất là nhẹ nhá, đưa ra đi rồi. Mấy khi mới có những con hàng bãi nó đẹp thôi các bác nhá. Em nói thật luôn đấy, chứ không phải nói để bán đâu. Em không có bán nô lên là ít thôi. Ok chưa. Đấy, tuyệt vời á, vòi nước rất là mạnh này. Đấy, đây em dùng nước máy nhá, còn các bác dùng nước cái bồn đi xuống ấy thì nó sẽ yếu hơn một chút đấy các bác nhá. Đấy, lưu ý cho em, không mất công về nó yếu các bác bảo thế này thế kia. Nó, tại vì em nói rất là rõ trước khi em bán video, bán cái gì em lên em nói rõ lắm để cho các bác cân đối trước khi mình mua, chứ không phải là mình nói sơ sơ để mình bán cái máy đi mất công thôi. Về các bác không xài được, phức trong lúc xài nó xảy ra tình trạng là nước yếu thì các bác phức tạp mất công. Con máy còn rất là đẹp. Đấy, chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Đấy, quá đẹp luôn cho một em như thế này. Đấy, cái đời này em xem nó đời bao nhiêu. Thông thường nó ghi ở trên cái nắp chứ, cái dây nó không có ghi. Đấy, đây cái con này là nó có tính năng
chống giật luôn các bác nhá, rất là tiện. Xài nó rất là ngon. Đời 2010 mấy. Còn cái đời cổ thì em hết rồi. Đấy. Có những con đời cổ rất là đẹp các bác nhá. Đây là 2010 mấy. Xem kỹ lại trên cái dây của nó, xem thường thường nó sẽ in trên dây. Toto hay in trên dây đó. Các bác ạ. Đây này. Đó. 2013. Đấy. Máy có khử mùi. Phải. Như có khử mùi không? Bác có nhìn thấy không? Máy dưới rất là đẹp nhá. Đẹp với tình trạng nguyên bản mà. Về nó mới như vậy rồi. Đấy. Con này xài rất là thích. Đó. Các bạn có nhu cầu mua thì alo cho em nhá. Giá của nó là 2.800.000 các bác nhá. Đó. Thank you các bác ạ. Bây giờ mình mua một cái con ngồi xịt nước bình thường thôi nhá, không có nóng lạnh gì đâu, nghĩa là mở nước ra nó chảy ra thôi. Của hàng ở đây ấy thì tầm khoảng 1.8-2 triệu rồi. Đấy. Ok, thank you các bác nhá. Còn những con điện thì bác phải giá dao động thì rất là cao, 7-8 triệu, 10 triệu. Đấy. Ok, thank you các bác.